Chào các bạn nhé. Đây, hôm nay mình lên cấu hình máy CNC mini 50 nhé. Đấy, mình đang test thử này. Cấu hình máy CNC 50 này. Đây mình đang cho test thử chạy cái cốt cái bình này nhé. Đấy, đang chạy cái bình này trên lập trình trên PowMill 50 nhá. Đấy, cốt đang chạy này. Đấy thì cái này mình test tạm cái khối gỗ ấy này thôi. Còn cái khối gỗ của nó, đúng cái khối gỗ của nó là phải to hơn cái khối này cơ. Tại vì đây là mình chạy test thôi. Để test thử xem nó chạy như nào thôi. Đấy, tất cả các trục đều di chuyển nhé, 5 trục này. Đấy, trục Y này, trục B này, trục A này. Đấy, trục A xoay 90 độ. Đấy, nó đang đục cái khối to hơn nhé, nên là nó ngoan vào dao. Đây, mình test thử khối này. Đây, để mình giới thiệu qua về cái máy này nhé, máy 50 nhé. Đây là bộ máy 50 này, máy mini CNC mini 50 nhé. Đấy thì chiều dài của cái bề bề sâu ở đây của nó rơi vào tầm 50 này. 50 này thì hoạt động của trục Y này ở giữa này nhé. Trục Y ở giữa này nó rơi vào được của cỡ khoảng tầm 12 cho đến 13. Đấy, hành trình bên trong này. Bề ngang này rộng 52 nhé. Dài 52 này. Chiều này là 52 này, nhật chiều này chiều này hơn 20 nhé, 22. Đấy, còn chiều cao của máy này, chiều cao của máy là 73 nhé. Đấy, chiều cao của máy 73 này. Còn trục X này thì tùy các bạn làm hành trình nhé. Tới là mình sẽ cái trục X này hiện tại bây giờ nó đang là 37. Tới là sẽ mình đã làm ra thành 45. Đấy, mình sẽ nâng cấp cái trục X này thành 45 để cho nó rộng hơn một chút, cho nó chạy ra thoải mái hơn nhé. Đấy, còn về trục Y này,
Trục y này thì từ đây vào loạn chạy thoải mái rồi. Đấy thì mình giới thiệu qua về cái máy 50 này. Đấy, máy 50 này nhá thì cả bộ máy của nó như thế, cao 73 này. Đấy. Này 22 này, chiều ngang này 22 này và sâu này 50 nhá. Sâu ở bên trong là 50. Máy 50 đứng nhá. Đấy, có tay quay này. 50 đứng có tay quay nhá, và dùng mình đang dùng spinner gió 500W. Spinner gió 800W. Nhưng mà cái loại này là loại dùng điện 110 đấy. Đấy. Dùng điện 110 nhá. 800W dùng điện 110. Đấy, củ gió nhá, củ spinner gió này. Đấy, và mâm cặp này thì là mâm cặp 4 chấu. Mâm cặp 4 chấu, mâm 100, 4 chấu. Đấy, cái mâm 100 này thì có thể cặp được cái đường kính nó to hơn một chút. Đó, ví dụ như 120. Bởi vì là thường là mình sẽ chế một cái đầu bát ở đây cho nó cặp xuống dưới cái đầu bát. Bên trên này mình sẽ có một cái đĩa. Đấy, các bạn sẽ làm thêm một cái đĩa 120 nó để bắt cái gỗ, khối gỗ vào nhé. Đấy thì tùy nhu cầu thôi, tùy nhu cầu thì mình sẽ nâng cấp cái hành trình này nó rộng ra hơn, dài ra hơn. To hoặc là bé là tùy nhu cầu của bạn nhé. Đấy thì nó cứ đủ khoảng cách để nó chạy được cái tượng ở giữa này được. Đấy, nó rơi vào cỡ khoảng tầm 10 đến 12 cm đường kính trở xuống nhá. Đấy. Cái khối tròn ấy. Thế còn chiều cao của nó, chiều cao đây mình đo chiều cao xem nó được bao nhiêu này. Chiều cao thì chạy lên trục Z, chạy lên trên này nó được cỡ khoảng tầm 35 nhá. 35 thôi, 35 thì các bạn thì đục ở cỡ khoảng tầm 30. Đấy thì nó vừa mới một cái tượng ấy, dài ví dụ dài 30 này. Đấy mà đường kính cỡ khoảng tầm 10 đến 12 cm. Đấy, 10 đến 12 cm mà dài 30. Đấy, dài tượng là 30 nhá. 30 cm. Đấy thì cái loại này loại máy mini mà đây là nó chỉ máy mini nên là nó chỉ khá đồ sộ ấy, máy mini này. Khá đồ sộ đây mà nó hành trình bên trong nó chỉ chạy được thế. Chỉ chạy được cỡ tầm đấy thôi. Chứ không chạy được to hơn đâu. To hơn thì chắc chắn là phải cái loại làm cái loại to hơn nữa. Ở đây mình để đây để mình đấy nhá, thì nó có bộ tay quay đây, tay quay điều khiển đây, toàn bộ hộp nguồn với lại mạch nguồn với lại driver đầy đủ hết nhá, bao gồm 5 driver cấp nguồn cho 5 động cơ bước. Đấy. Thì riêng cái thằng dưới này thì mình dùng 57x76 này, 57x76 và thằng Z 57x76. Trục Z mình làm có đối chặng nhé, có đối chặng ở đằng sau nhé. Thì các bạn đến lúc các bạn mua máy thì mình sẽ cung cấp cái khối cân nặng ở đằng sau cho các bạn đổ cái tấm bê tông để các bạn đối trọng lại nhé. Đấy thì đối trọng lại cái bộ toàn bộ cái bộ trục này nó rơi vào cỡ khoảng tầm hơn 10 cân gì đấy. Đấy thì mình phải đối trọng cái phía đằng sau lại. Nó có hai dây kéo đây này. Đấy, có hai dây kéo đây nhá. Đấy thì là đây điều khiển là các trục đây. Ví dụ như các bạn điều khiển trục XYZ đây, X đây, ví dụ mình quay tay này. Đấy, các bạn điều khiển nhá. Mình điều chỉnh vào này, đó, ra này. Đấy trục Y này, tiến lên này. Đó, xuống này. Để mình lấy gốc ấy, đặt gốc ấy. Ví dụ mình đặt cái gốc của mình bắt đầu từ đây. Chẳng hạn thế, mình sẽ đưa cái mũi dao nó tiến xuống sát chỗ này. Đó, để nó chạy từ chỗ này chạy lên phía trên này. Đấy, chạy từ gốc mà chạy lên nhá. Thì do các bạn thiết lập trên phần mềm máy ấy. Ví dụ như bạn đục từ đây đục lên, hoặc là các bạn đục từ trên đục xuống thì các bạn sẽ dùng tay quay này để
các bạn là điều chỉnh. Đấy. Thì thường là các bạn ví dụ điều chỉnh đây, các bạn có thể căn căn cái mũi vào nhé, căn mũi vào ấy. Thì ví dụ như đây mình căn ví dụ như trục B này, B là trục A nhé, ví dụ A nó xoay 90 độ này. Đấy. Xoay 90 độ như thế này. Đấy. Mình sẽ căn được dao này, căn dao 90 độ này vào cái phía tầm này nhé, và trục X này mình sẽ đưa sát dao vào, à, trục Y đây mình sẽ cho nó vào giữa cái đường kính của cái khối gỗ nhé. Đấy là trục Y này, còn trục X này mình sẽ đưa lùi dao vào. Đấy. Đấy các bạn lùi dao sát vào cái khối gỗ, nó giống như không khác gì như các bạn là thiết lập cái máy đục chạy phẳng đâu. Đấy. Nhưng mà nhớ là các bạn đặt gốc ở đâu thì các bạn phải nhớ ở trên phần mềm nhé. Các bạn chạy gốc ví dụ chạy bên trên hay chạy bên dưới thì là các bạn phải nhớ. Đây là Z này. Z đây ví dụ như mình chạy bên dưới chạy lên này. Đấy, bên dưới nhá thì các bạn phải chuyển bên dưới này. Đấy, gốc của chỗ này. Đấy. Dưới chỗ này và mình chạy lên đây là 85. Đấy, chạy lên trên. Đấy thì xong sau đấy là mình sẽ bấm trên phần mềm sẽ bấm rero. Rero nó về không hết thì là nó sẽ chạy từ đây chạy lên thôi. Đấy. Nhưng mà sau khi chỉnh xong nhé, các bạn nhớ đưa cái trục A này nó về về không nhé. Đấy, trục A đây nó đang là xoay 90 độ. Đấy, nếu không thì các bạn đánh trên phần mềm ấy, bạn đánh trên phần mềm là các bạn đánh bằng A bằng 90 vào. Còn tất cả các kia Rero về không hết, chỉ có mỗi A là 90. Đấy. Thì là khi vào cốt chạy nó sẽ chạy biết là A ở đây là nó sẽ xoay 90 rồi. Đấy, 90, dương 90 và trừ 90 nhé. Nó sẽ đục theo cái hình dạng của cái bình ấy. Từ dưới đục lên này. Đấy. Đấy, còn bình thường thì đây phải đưa A 90. Đấy, A nó sẽ đưa về nha. Đưa về nha. Đấy, 90 độ nha. À, đấy, đưa về 0 nhé. Đấy. Z này lên lên xuống nhé. Đấy thì hiện tại trục x nó đang về không, z đang trừ 32, z nhấc lên một chút, cái z nhấc lên một chút. Đó. Đấy, thế thôi, thế là các bạn trên phần mềm các bạn kia chạy là các bạn có thể ấy được rồi. Đây là nó, đây các bạn thấy không? Chạy tiếp thì nó sẽ điều chỉnh bình thường thì cái phôi của nó to hơn. Đây mình đang test thử cái này. Đấy nhá, bạn nào có nhu cầu làm máy CNC 50 đứng này
Đấy, máy CNC 50 đứng nhá. Tay quay này với đối trọng này, đối trọng đằng sau hơn 10 cân này. Đấy. Máy CNC mini. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ số Zalo cho mình nhé. Đấy thì máy này thì các bạn, nếu mà các bạn có post code sẵn rồi thì các bạn sẽ không phải mua post code nữa. Còn nếu các bạn không có post code sẵn thì các bạn phải mua post code nhé. Đấy, post code của nó thì post code cộng với phần mềm ấy, phần mềm cài đặt, setup cả phần mềm cài đặt các thứ nữa. Cái post code của nó là rơi vào khoảng tầm 5 triệu nhé. Đấy, một bộ máy CNC mini 50 như này. Đấy, thiết lập tượng đục 50 nhé. Chạy tượng 50.